Có lẽ là Ngài đã dẫn dắt chúng con và đã cứu rỗi cho tất cả chúng sinh thật sự vượt khỏi sự sinh tử luân hồi. Ngài như bóng dừa xanh sa mạc, che chở hồn ta trong bóng mát vô biên. Và con muốn xin được hát tặng Ngài cũng như là vị khách quý cùng tất cả quý vị một bài hát nữa được không ạ? Được, ok. Bài hát này cũng được phổ nhạc từ những vần thơ của Ngài đó. À, dạ vâng ạ, nhạc phẩm mang tựa đề Đại Đạo Sư ạ. How come everybody take music out of my songs? Get your
quý vị hãy vỗ tay cho sư phụ của chúng mình nha. Mãi mãi yêu sư phụ có phải không ạ? Yêu duy nhất một mình sư phụ có đúng không ạ? Thank you. Cảm ơn. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn.